Minh Trí hả em? Ờ, cùng tên chồng chị Ốc đó. Giống họ, giống tên luôn em. Nhưng mà người ta đẹp, chồng thấy gốm. Phải mà, ai nói chồng có cái gốm. Chồng có chẳng qua là dài người hơn ta thôi. Đó, người ta 1m8 là hú hồn, rồi ổng cao 1m85. Cải thiện đừng nói giống rồi còn gì. Trời ác dễ trời. Tiên ơi, cái gì? Không đâm ha, Tiên ha. Nè, em nói cái nghe câu, cái câu mà đau nhất là câu bên đây nè, phải câu tôi. Không sao, em bán dao Thái Lan ở chợ bà chị quá Tiên. Xin lỗi, Nguyễn Minh Trí. Tóc Tiên không sao cả, hôm nay em là khách, chị sẽ lịch sự với em. Bỏ qua. Anh à, khi nào mà đám cưới anh, em xin lỗi, em sẽ không mừng phong bì, em sẽ tặng anh sữa canxi để cho anh đẻ con ra uống canxi nhiều nhanh. Okay. Yên tâm đi, sau này tôi lấy những người cao như Tóc Tiên là đẻ con dài hả? Anh nghĩ những người như vậy có nghĩa là nhà Phương không có cửa. Ủa, nhà tao. Tôi nói rồi, nhà Phương không thích điều này.